Tiểu Mai ở cửa hàng chuyên bán xe đã là vô địch bán hàng năm liên tiếp 7 năm, luôn là người được sếp yêu quý nhất. Nhưng kể từ tháng này, cửa hàng tuyển về mấy cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm. Nhiều đơn hàng của khách độc thân đã bị nhưng ngay hôm mất. Nay, cửa hàng có một vị khách đặc biệt đến. Ồ, lại là một bà cụ nhỏ. Hai người này, nhìn rõ ràng là người quê, làm gì có tiền. Chào bà dẫn cháu gái đến xem xe à? Mềm mơn, khá ngon. Chị ơi, ngon thật. Rót cho tôi thêm một ly nữa. Hừ, không phải là nhân viên bán hàng có gì mà sao? Kiêu căng thế, còn dạy chúng ta nữa chứ. Chỉ là một bà già nông thôn tầm thường mà cũng phải mời trà. Đáng đời, tháng này doanh số của cô ta đứng chót. Cô gái này tuổi cũng không nhỏ, làm việc ở đây cũng không dễ dàng. Bà ơi, bà từ đâu đến vậy? Sao lại thành ra thế này? Lúc này, Tiểu Mai theo nguyên tắc của một nhân viên bán hàng xuất sắc, không trực tiếp chào bán cho khách hàng ngay. Trước tiên trò chuyện để thâm nhập vào cuộc sống của khách hàng. Chúng tôi vừa từ quê lên, cả đường đi chỉ lo bắt xe, chưa kịp uống một ngụm nước nào. Vậy thì vất vả rồi bà. Các bà đã bắt xe cả buổi sáng, chỉ để đến cửa hàng nhỏ của chúng tôi mua xe. Thật là vinh hạnh quá. Cô bé này miệng cũng khá ngọt nhỉ. Bà ơi, bà đến đây lần này, chắc chắn là để xem xe cho cháu gái phải không ạ? Chị hiểu lầm rồi. Tôi không phải là cháu gái của bà. Tôi muốn mua một chiếc xe. Tuổi tôi đã lớn, không tìm được ở đâu cả, nên nhờ cô bé này đi cùng. Thì ra tôi hiểu lầm rồi. Vậy bà có yêu cầu gì về xe không? Yêu cầu gì? Chủ yếu là tôi bán rau, cần có thể chở được rau, không gian phải rộng, đường làng chúng tôi không tốt lắm. Đừng để mưa một cái là bị xa lầy. Chiếc xe hơi duy nhất trong làng chúng tôi là của nhà Tiểu Thiền, nhìn cũng khá đẹp. Chỉ là mưa một cái là xa lầy, cả làng già trẻ đều phải đi đẩy xe. Tôi không muốn như vậy. Bà và cô bé theo tôi ra ngoài. Bên ngoài có một mẫu xe rất phù hợp với bà. Làm màu ghê, còn ra ngoài xem xe nữa chứ. Coi xe thì không tốn tiền sao? Vậy chúng ta có đi theo xem không? Dành cái gì chứ? Cậu còn mong bà già đó mua được xe tốt gì? Mấy trăm đồng tiền hoa hồng đó coi như tôi tặng cậu ta. Bà xem, đây là niềm tự hào của nước ta. 7 chỗ, không gian đủ rộng. Dù bà chở người hay chở rau đều đủ dùng. Dung tích động cơ là 1,2 lít. Bà lái sẽ tiết kiệm xăng. Chiếc xe này ra biển số chỉ hơn 40.000 tệ. Nói gì? Tôi chẳng hiểu câu nào cả. Tôi chỉ thấy nó hơi xấu. Chị có thể xem một số xe đắt tiền hơn không? Bà tôi rất quan tâm đến vẻ ngoài, thích những mẫu xe đẹp. Vậy chúng ta vào trong, tôi sẽ giới thiệu cho bà vài chiếc nữa. Ồ, cái này trông cũng không tệ. Này bà già, bà có biết đây là xe gì không? Bà có biết không? Làm sức một vết thôi, bán bà đi cũng không đủ bồi thường. Lúc này, nữ nhân viên bán hàng dẫn theo một người đàn ông, đi đến phía trước chiếc xe này, đẩy mạnh bà cụ ra, rồi với vẻ mặt, duyên dáng giới thiệu tính năng của chiếc xe cho người đàn ông. Bà không sao chứ? Tôi không sao, tôi khỏe mà. Chỉ là buôn người không phạm pháp sao? Bà ơi, nó bảo bà không đáng giá đấy. Đồ coi thường người khác. Tiền bán rau một ngày của bà chúng tôi còn cao hơn lương một tháng của cô. Cô ở đây la lối cái gì vậy? Ồ, giọng điệu lớn quá nhỉ. Ra là người bán rau à. Mô lực, mau xin lỗi khách hàng của tôi. Một bà già tầm thường, cũng không biết trong túi có bao nhiêu tiền, mà dám đến xe Mercedes. Chiếc Mercedes thương gia này, chỉ có tổng giám đốc Lý của chúng ta mới xứng đáng thôi. Mê mơn, bà Ngụy. Lúc này, bà Ngụy đang vui vẻ xem náo nhiệt của mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến. Nhìn lại thì là thằng bé Lý Văn Khải. Văn Khải à, sao cháu lại ở đây? Cháu mở một công ty nhỏ gần đây ạ. Bà định mua xe phải không ạ? À, mua xe để bán rau cho tiện. Bà thích chiếc này à? Có vẻ thú vị. Chưa xem kỹ. Cô bé này đã đẩy tôi ra. Bà ơi, thật sự xin lỗi. Hôm nay nhân viên cửa hàng chúng tôi đã gây phiền phức cho bà. Tôi quyết định, nếu hôm nay bà mua xe, tôi sẽ cho bà mức ưu đãi thấp nhất. Mô lực, tôi là trưởng phòng kinh doanh, có quyền quyết định việc giữ hay sa thải cậu. Nếu cậu còn muốn làm việc, lập tức xin lỗi đi. Bà cụ à, xin lỗi, tôi đã coi thường người khác. Anh Lý,
Anh có cần tôi gọi thêm nhân viên bán hàng khác không? Không cần đâu, tôi sẽ xem cùng với bà Ngụy là được rồi. Chiếc Mercedes CV300N này cũng là mẫu mới của năm nay. Dung tích động cơ là 3,5 lít, hộp số tự động 7 cấp, nội thất xe sang trọng. Bà ơi, hai ghế sau của xe này có thể gập phẳng. Khi gập phẳng, không gian sẽ rộng hơn rất nhiều, nhưng tôi không khuyên bà dùng xe này để bán rau. Không đáng đâu, mê mơn. Đúng là không phù hợp để bán rau. Chiếc xe này ra biển số khoảng bao nhiêu? Giá bán của chiếc xe này là 798.000. Thưa ngài, nếu ngài mua, tôi sẽ cố gắng cho ngài ưu đãi lớn nhất có thể. Bà cứ xem trước đi ạ. Tôi ra ngoài lái thử một chút. Sau khi Lý Văn Khải đi, bà cụ đã chọn được một chiếc xe, sờ bên trái, sờ bên phải. Rất thích chiếc xe này, hơi giống máy kéo thời chúng tôi sản xuất ngày xưa. Chiếc này thế nào? Bà chắc chắn muốn chiếc này à? Ha ha, tôi thấy nó rất tốt. Bà ơi, đây là lăn dầu và diên dầu vừa bằng, không yên xả U400C phiên bản kéo dài cao cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình có thể đạt 20 lít trên 100 km. Cái này hơi tốn xăng quá. Hi hi, đừng lo về việc tốn xăng. Cái này giống như con lừa ở đội sản xuất của chúng tôi. Ăn nhiều thì làm việc cũng nhiều. Bà ơi, khoang hành lý của xe này cũng bình thường thôi. Bà xem này, nếu bà chở rau thì không được nhiều đâu. Không sao, tôi thấy nó khá rộng mà. Hơn nữa, ghế trước cũng có thể để đồ được phải không? Bà ơi, chiếc xe này giá 2,4 triệu tệ đấy. Hi hi, khá rẻ đấy. Chọn cái này đi. Tôi có thể lái thử một chút không? Là bà hay là cô bé này lái à? Đương nhiên là bà tôi rồi. Hôm nay bằng lái vừa mới có, sao có thể là giả được? Được, đương nhiên là được. Cậu đã từng ngồi xe của bà cụ 80 tuổi chưa? Sẵn sàng chưa? Đừng sợ, bà lái xe là như thế này đấy. Sau khi hẹn ngày nhận xe, Tiểu Mỹ cung kính tiễn bà cụ và mọi người ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, doanh số hơn 3 triệu. Tháng này chắc chắn lại là vô địch bán hàng rồi. Chúc mừng bà nhé. Sau này không phải đi xe đạp bán rau nữa. Nhưng mà... lái lăn dầu vơ đi bán rau cảm thấy hơi lạ. Có gì lạ đâu. Bà tôi một tháng kiếm không ít tiền đâu. Lái lăn dầu vơ bán rau thì sao? Này chú biết nói chuyện không vậy? Chú á, tôi 27 tuổi. Cô thấy chú trẻ như vậy bao giờ chưa? Này cô bé mập, cô biết nói chuyện không vậy? Anh nói ai mập hả? Chính anh mới là cô bé mập. Cả nhà anh toàn cô bé mập. Ôi, vậy cô nói sai rồi. Cả nhà tôi đều có vóc dáng rất tốt. Nhìn này, tôi còn có cơ bụng đây này, thấy chưa? 6 múi đấy, cô chỉ có một múi thôi phải không? Này, lần sau các cậu hãy thảo luận về cơ bụng nhé. Tôi đói rồi, chúng ta đi đâu ăn đây? Ăn xong tìm khách sạn ngủ một đêm. Bà ơi, bà gặp đúng cháu rồi. Sao có thể để bà đi ở ngoài được? Đến nhà cháu luôn là được rồi. Không đi nhà chú đâu. Con bé này có phải ngốc không? Chúng ta đến nhà nó ở không tốn tiền. Nó còn có thể mời chúng ta ăn cơm. Hamom, Văn Khải à, vậy phiền cháu rồi. Lúc này bà Ngụy nhìn Tiểu Tịnh một lúc, rồi lại nhìn Lý Văn Khải, đột nhiên cười. Bà cười gì vậy? Văn Khải à, cháu có người yêu chưa? Chưa có à, sao vậy à? Không sao, tốt lắm. Mê mơ, 27 tuổi rồi, ở làng chúng tôi trẻ con đều lớn cả rồi. Chú vẫn chưa có người yêu. Có phải không ai thích chú không? Hi hi, còn cô thì sao? Có người yêu chưa? Tôi chưa có, tôi mới 19 tuổi, còn nhỏ mà. Cô nhận thức về bản thân sai rồi. Cô không nhỏ nữa đâu. Hừ, đồ lưu manh. Tiểu Tịnh à, bà nói cho cháu biết, đàn ông ấy. Cháu phải nhìn kỹ. Đừng để bị lừa. Chúng cháu còn nhỏ mà. Hai đứa sao vậy? Vừa mới quen nhau đã cãi nhau không ngừng. Rồi lại không ai nói gì cả. Muốn bực mình chát ai vậy? Bà ơi, cháu có quá mập không ạ? Sao lại thế? Tiểu Tịnh nhà ta dễ thương lắm chứ. Cháu chưa nghe câu nói đó à? Bánh bao phải ăn nóng hổi. Vợ phải cưới mập mạp. Nhưng bà không thấy cháu quá mập sao? Thấy dích Tiểu Tịnh ủ rũ,
Bà Ngụy trừng mắt nhìn Lý Văn Khải. Tiểu Tịnh à, bà nghĩ rằng miễn là không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hay ảnh hưởng đến sinh hoạt, mập hay gầy đều không sao cả. Chúng ta đâu phải kiếm tiền bằng vóc dáng. Cháu nói có đúng không? Hơn nữa, như vậy người ta nhìn vào biết nhà mình ăn uống tốt, cuộc sống chắc chắn đầy đủ. Không giống như một số người gầy như que tăm, nhìn lại biết từ nhỏ chưa từng được ăn no. Bà Ngụy vuốt đầu Tiểu Tịnh, rồi lại trừng mắt nhìn Lý Văn Khải. Bà cứ trừng mắt nhìn cháu làm gì vậy? Trừng mắt nhìn cháu là đúng rồi. Ai bảo cháu ăn nói vô duyên? Mau mời hai bà cháu ăn gì ngon đi. Không thì còn trừng mắt nhìn cháu nữa. Được rồi, bà bao nhiêu tuổi rồi? Sao còn như trẻ con vậy? Thực ra cô không mập đâu, lúc này tôi cố ý trêu cô thôi. Vóc dáng cô rất đầy đặn. Nghe những lời này, Tiểu Tịnh lại nhớ đến lúc nãy Lý Văn Khải nói mình không nhỏ. Mặt cô ấy lại đỏ bừng. Ý tôi không phải như vậy. Thôi im đi, nói ít sai ít. Lý Văn Khải dẫn hai người đi ăn lẩu. Nhìn nồi lẩu đỏ au được trang trí, bà Ngụy cảm thấy phấn khích. Bà ơi, đây là lẩu Tứ Xuyên chính hiệu. Nếu bà không ăn được cay, chúng ta có thể ăn vị hơi cay. Cô phục vụ ơi, cho chúng tôi vị cay nhất. Văn Khải à, thằng bé này thật hết thuốc chữa. Cái này hoàn toàn không cay chút nào cả. Bà ơi, lẩu Tứ Xuyên này, lúc mới ăn thì không quá cay đâu, càng về sau ớt càng ngấm vị. Đâu có, đã ăn nửa tiếng rồi mà. Tôi thấy vẫn ổn. Chỉ là cậu không ăn được cay thôi. Một người đàn ông to khỏe, tự mình nên im lặng mà ăn đi. Cái này không cay miệng, nhưng nó cay chỗ khác đấy. Lúc đó sẽ cay đến mức da rẻ bỏng rát. Một bữa lẩu khiến bà Ngụy và Tiểu Tịnh hai người đổ mồ hôi đầm đìa, ăn suốt hơn một tiếng đồng hồ, vô cùng thỏa mãn. Trời ơi, đã ăn hết 900 tệ rồi. Thực ra giá này cũng bình thường, chủ yếu là chúng ta ăn nhiều. Chỉ riêng thịt cừu cô đã ăn 5 đĩa, thịt bò ăn 4 đĩa, riêng mì lẩu cô đã ăn 3 phần, chưa kể những thứ khác. Ăn nhiều thì sao? Bà già này không phải cũng ăn nhiều sao? Văn Khải à, nhà cháu khá rộng đấy. Căn hộ của Lý Văn Khải ở thành phố Đông Giang được mua cách đây 5 năm, là căn hộ lớn 200m², trang trí khá đẹp. Vừa bước vào, bà Ngụy và Dịch Tiểu Tịnh giống như Lưu Lão Lão đi thăm đại quan viên vậy. Nhìn ngó chỗ này chỗ kia, Dịch Tiểu Tịnh nằm trên chiếc giường lớn êm ái, có chút khó ngủ. Khi nào mình cũng có thể mua được căn nhà lớn như thế này? Bà Ngụy đang cố gắng trên bồn cầu, vừa chơi game kẹo ngọt vui vẻ, vừa cảm thán nhà vệ sinh trong nhà thật là tốt. Này, bà Ngụy, tôi là Tưởng Vạn, dạo này bà khỏe không? Vừa nghe là Tưởng Vạn, bà Ngụy mừng rỡ. Đây không phải là cậu thanh niên trung niên đã tặng tiền cho mình sao? Tốt lắm, tốt lắm. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Bà ơi, tôi lại đến tặng tiền cho bà đây. Tốt quá, tốt quá. Bà còn duyên phận mà lần trước bà bán cho tôi không? Cái mà lần trước cho cậu xem thì hết rồi. Những cái bình thường khác thì còn một số. Vậy bà còn vòng tay ngọc dương chi nào không? Vẫn là bạn của người lần trước. Mẹ anh ấy sinh nhật, muốn mua một cái vòng tay. Có loại chất lượng như lần trước không ạ? À? Cái đó thì không còn, hai cái đó là kèm giá trị nhất. Tôi đã bán đi rồi. Nhưng cái còn lại đều chất lượng tốt hơn. Tôi còn vài chục cái, cậu có muốn tất cả không? Ôi trời ơi! Cậu à, 10.000 đấy. Bà ơi, vậy ngày mai bà có rảnh không? Bà mang tất cả đến cho chúng tôi mở mang tầm mắt nhé. Ngày mai không được, để ngày kia nhé. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.